Xin chào quý vị các bạn và bà con. Hôm nay công ty Thế Giới Máy quay buổi test sản phẩm cho bà con. Đây là bình xịt điện Takio TK16 kết hợp với súng full cao áp phun xương Takio TK3X. Đây là những sản phẩm để phục vụ cho phun xịt hoa màu, cây cối và chăn nuôi. Và bây giờ kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ test máy cho bà con xem thực tế nhé. Hãy cùng theo chân chúng tôi nha. Súng phun xương cao áp Takio TK3X sử dụng nguồn điện ắc quy từ bình xịt điện. Hệ thống motor của súng phun xương cao áp bằng dây đồng 100%, bảo hành chính hãng 18 tháng. Súng phun xương có hệ thống cánh quạt giúp đẩy nước ra mạnh hơn và mịn hơn, giúp độ phích tán của thuốc phun được đều hơn và rộng hơn. Từ miệng bếp phun ra hơi nước có thể phủ phích tán đến 3-5 mét, chiều cao và chiều rộng thì khoảng tầm 4-6 mét. Máy phù hợp để phun cho thuốc cho các loại cây ăn trái, cây công nghiệp cũng như trồng hoa màu, ruộng lúa. Nếu bà con quan tâm đến sản phẩm, hãy liên hệ với số điện thoại bên dưới video của chúng tôi để được tư vấn chi tiết để lựa chọn sản phẩm phù hợp. Xin cảm ơn bà con đã theo dõi.